Xin chào mọi người. Con tên Cổng, vừa mới 2 tuổi. Hôm nay con chia sẻ với mọi người cách con làm cà phê cho bố. Đầu tiên con lấy một cái gì, con để ở đây. Sau đó con bỏ các viên cà phê. Rồi, bây giờ con cho thêm muối vô nữa. Mẹ. Mẹ rớt cỏ cháy nước sôi vô đi. Con đọc thơ cho mọi người nghe nha. Bài thơ ngưỡng cửa. Tất cả phủ cần thơ, nơi mà ai cũng quen. Nghe thơ thơ tấm bé, khi ta bà ta mẹ cùng dắt vòng đi men. Nơi bố mẹ nhà đêm, lúc nào qua cũng gọi. Nơi bạn bè chạy tới, thường lúc nào cũng vui. Nơi này đã đưa tôi buổi đầu tiên đến lớp. Nay con được hai tác vẫn đang chờ tôi đi. Bài thơ đến đây là hết rồi. Cà phê con cũng làm xong rồi. Bố ơi, đi cà phê của bố xong rồi. Bố cho thêm đường vô đi. Cảm ơn cả nhà đã coi con nha. Đăng ký kênh.